Cảm ơn Chúa, chúng ta bước sang một tháng mới. Chúc mừng một tháng mới. Theo tiếng Hebrew, tiếng của người Do Thái, thì tháng này được gọi là tháng Elul. Elul, E-L-U-L. Và ý nghĩa chính của tháng Elul đó là sự an tâm, sự chuẩn bị để bước sang một năm mới đối với người Israel. Người Israel có hai lịch, một lịch là lịch Kinh Thánh, thứ hai là lịch theo cái lịch mới của họ. Và lịch năm mới của họ bắt đầu vào tháng 9. Tháng 9 là bắt đầu lịch năm mới. Nhưng mà theo Kinh Thánh thì năm mới theo Kinh Thánh không bắt đầu vào tháng 9 mà bắt đầu vào tháng Nisan, đó là vào tháng 3, tháng 4. Đấy là tháng mà Chúa cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Bắt đầu từ thời điểm đấy, Chúa nói là ngươi hãy lấy thời đó làm mốc của một lịch năm mới. Amen. Cảm ơn Chúa. Đối với tôi thì chúng ta phải đi theo lịch của Kinh Thánh. Điều đó quan trọng hơn tất cả những lịch khác. Điều đó quan trọng hơn âm lịch của Việt Nam. Điều đó quan trọng hơn Tây lịch. Điều đó quan trọng hơn cả lịch của người Do Thái. Đó là chúng ta phải đi theo lịch của Kinh Thánh. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài. Chúng ta đã sẵn sàng cho lời Chúa ngày nay chưa? Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa đang ở giữa chúng ta. Amen. Chúa là tốt lành. Tôi nói Chúa là tốt lành, mọi người nói mọi lúc mọi nơi. Tôi nói mọi lúc mọi nơi thì anh chị em nói Chúa là tốt lành. Chúa là tốt lành. Mọi lúc mọi nơi. Mọi lúc mọi nơi. Chúa là tốt lành. Amen. Chúa là tốt lành mọi lúc mọi nơi. Buổi tối ngày nay tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị em về ơn tiên tri và sự vận hành trong ơn tiên tri và chức vụ tiên tri. Xin chiếu dùng PowerPoint. Trong suốt từ Kinh Thánh Cựu Ước cho đến Kinh Thánh Tân Ước thì chúng ta thấy rằng là Chúa đã thiết lập chức vụ tiên tri. Vậy tiên tri là ai? Tiên tri là người trung gian để giữa tiếng để phát ra tiếng nói của Đức Chúa Trời đối với con người. Đó là chức vụ chính của tiên tri. Trong Cựu Ước thì rất là nhiều những tiên tri và làm rất nhiều việc, nói rất nhiều điều. Và phần lớn trong những cái lời tiên tri trong Cựu Ước thì nói tới tương lai. Nói tới tương lai nhiều hơn. Tuy nhiên khi chúng ta bước sang Tân Ước thì chức vụ tiên tri này còn hay không? Chúa còn thiết lập chức vụ tiên tri đó không? Vậy chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh, trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 câu 12. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ và kẻ khác thì làm tiên tri, người khác thì làm thầy giảng tin lành, tức là nhà truyền giảng, và người khác nữa thì làm mục sư và người khác nữa là giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể. Kinh Thánh nói rằng Chúa thiết lập 5 chức vụ, chứ Chúa không chỉ thiết lập một chức vụ mục sư trong cái đấy. Chúa thiết lập 5 chức vụ và chúng ta thấy chức vụ đứng đầu tiên không phải là chức vụ mục sư. Chức vụ đứng đầu và chức vụ quan trọng nhất đó là chức vụ của sứ đồ. Và sau chức vụ sứ đồ đó là chức vụ tiên tri. Sau chức vụ tiên tri đó là chức vụ của nhà truyền giảng phúc âm. Và kế tiếp đó là chức vụ của mục sư và cuối cùng là chức vụ của giáo sư. Và tất cả các chức vụ này được Chúa thiết lập mục đích để làm gì? Để trang bị cho các thánh đồ, tức là các thành viên trong hội thánh được trọn vẹn để làm mọi công việc mà Chúa kêu gọi họ làm. Sứ đồ được ví như là ngón cái, tiên tri được ví như là ngón trỏ, nhà truyền giảng phúc âm thì được ví như là ngón giữa, và mục sư được ví như là ngón áp út, và giáo sư được ví như là ngón út. Như vậy, ngón cái ngắn bé, trông nó bé này thôi nhưng lại rất quan trọng. Các ngón cái, các ngón khác mà mất thì vẫn cái tay vẫn hoạt động được, nhưng mà riêng cánh tay mà mất ngón cái thì không có khả năng hoạt động được nữa. Chức vụ sứ đồ là chức vụ quan trọng nhất trong hội thánh mà Chúa thiết lập, và đây giống như là một cái nền móng, cái nền tảng chính cho hội thánh của Chúa.
Và kế tiếp là thứ hai là chức vụ của tiên tri là ngón trỏ. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta chỉ tay thì chúng ta hay dùng ngón nào? Ngón trỏ. Người tiên tri là thường hay trỏ ra, chỉ ra. Chỉ ra cái gì? Chỉ ra tội lỗi để cho người ta ăn năn. Mục sư không làm công việc này, nhưng mà tiên tri sẽ làm công việc này. Tiên tri sẽ nhìn thấy được ai đang phạm tội và phạm tội gì. Thậm chí người đấy không cần nói. Làm trong việc kín dấu, nhưng mà tiên tri có thể nhìn thấy được những việc kín dấu đấy và chỉ cho họ để ăn năn. Và đồng thời tiên tri chỉ tay là còn chỉ hướng, nhận được sự mặc khải và sự bày tỏ của Chúa để chỉ hướng đi. Nói về tương lai, lời tiên tri có thể bao gồm ý của quá khứ, ý của hiện tại và ý của tương lai. Trong Tân Ước thì chúng ta thấy rằng là cả ba cái ý nghĩa của lời tiên tri đấy, đó là nói về quá khứ, nói về hiện tại và nói về tương lai, đều được ghi lại trong Kinh Thánh. Trong sách Cô-rinh-tô thì giải thích rằng là lời tiên tri, cái người nói tiên tri thì nói những lời gây dựng, nói những lời xây dựng. Tất cả mọi lời tiên tri phải mang tính gây dựng, chứ không lời tiên tri nào mang tính xét đoán. Tuy nhiên thì lời tiên tri không chỉ là mang tính gây dựng, nó còn nói về những cái bí mật. Để làm gì? Để cho người ta ăn năn, không phải để kéo người ta xuống. Khi bí mật của một người được lộ ra thì sẽ để cho người ta ăn năn, chứ không phải để kéo người ta xuống. Và lời tiên tri có thể nói về hiện tại và lời tiên tri có thể nói về tương lai. Chúng ta thấy rằng các sứ đồ đều nói tiên tri về tương lai. Trong đó có một sứ đồ nổi bật, đó là sứ đồ Giăng. Ông ta viết cả sách Khải Huyền để nói về tương lai. Và nhiều sứ đồ khác đều nói về tương lai. Và đương nhiên các năm chức vụ này đều có thể vận hành trong cả chín ân tứ. Chín ân tứ đó là gì? Nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, nói tiên tri, phân biệt các linh, đuổi quỷ, chữa bệnh, ân tứ nói lời khôn ngoan, lời tri thức và ân tứ đức tin. Cả năm chức vụ này đều có thể được vận hành trong cả chín cái ân tứ đó. Rồi, điều đầu tiên tôi muốn phân biệt cho mọi người là chức vụ tiên tri khác với sự vận hành trong ân tiên tri. Một người có thể vận hành trong ân tiên tri, nhưng mà người đấy không là phải là vị tiên tri hay là nhà tiên tri. Sự khác nhau là gì? Khi mà vua Saul sai lính đi bắt tiên tri Samuel, thì trên đường đi bắt như vậy thì Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên những cái tên lính đấy, và những tên lính đấy cũng nói tiên tri. Sau đó những tên lính ấy trở về báo lại với vua rằng là: vua ơi, chúng tôi đi đến nửa đường thì Thánh Linh của Chúa giáng xuống và chúng tôi nói tiên tri, cho nên là không làm gì được. Sau lờ. Và ông lại sai một toán binh khác đến, và giữa đường thì Thánh Linh của Chúa lại giáng xuống, họ lại nói tiên tri, và cuối cùng toán binh đấy quay trở về. Và rốt cuộc ông vua Sau lờ đích thân đi bắt tiên tri trở về. Đi đến giữa đường thì Thánh Linh của Chúa lại giáng trên Sau lờ, và cuối cùng Sau lờ nói tiên tri và ông lại quay trở lại. Chúng ta thấy không ạ? Những người đó là những người vận hành trong ơn tiên tri của Chúa, nhưng họ không phải là những nhà tiên tri. Nhà tiên tri hay vị tiên tri hay chức vụ tiên tri là những người vận hành trong ơn đó 24/24. Lúc nào họ cũng có thể nói tiên tri được. Còn đâu người vận hành trong ơn tiên tri thì có thể là một khoảnh khắc nào đó Thánh Linh của Chúa bày tỏ cho họ, họ nghe thấy điều gì từ Đức Chúa và họ nói rằng. Người tiên tri không phải là Chúa, nhưng mà người tiên tri là phát ngôn viên của Chúa. Người tiên tri không bao giờ được phép đứng vào vị trí của Chúa, mà chỉ ở trong vị trí phát ngôn viên, có nghĩa là thay Chúa nói thông điệp của Chúa cho dân sự của Chúa. Thì cái thông điệp đấy nó có thể bao gồm những thông điệp mang tính cá nhân, có thể bao gồm mang tính tập thể, và thông điệp đó có thể mang tính quốc gia, thông điệp đó có thể mang tính quốc tế. Chúng ta thấy các lời tiên tri trong Kinh Thánh đều mang bao hàm tất cả những phạm chủ. Thứ nhất là phạm chủ cá nhân. Trong sách Công vụ,
Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu 8 đến câu số 11. Ngày mai chúng ta, ai đang nói đây? Đó là sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô đây, chúng ta ở nơi đó đi đến thành Caesarea vào nhà Philip, là người gì? Là người giảng tin lành, tức là chức vụ thứ ba là món món sữa. Người giảng ở đây ghi lại là Philip là một người giảng tin lành, là chức vụ của ông là chuyên là đi giảng tin lành. Đương nhiên tất cả các mục vụ, các chức vụ đều vận hành trong chín ân tứ, cho nên thường những người truyền giảng tin lành thì phép lạ cặp theo rất là nhiều. Và một mình cái người vị truyền giảng phúc âm này phép lạ cặp theo nhiều và người ta tin Chúa rất nhiều, cho nên chức vụ này thường nổi trội. Chức vụ nhà truyền giảng phúc âm thường nổi trội hơn các chức vụ khác về vì người đấy hiểu được nhiều người biết đến hơn. Rồi chúng ta xem tiếp. 107 thầy phó tế rồi ở lại đó. Người này có 4 con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Kinh Thánh Tân Ước nói rằng là 4 con gái đồng trinh của thầy phó tế này thường hay nói tiên tri. Trong thời kỳ Tân Ước thì chức vụ tiên tri vẫn được, còn một số người thì không hiểu về chức vụ tiên tri, cho nên họ giảng rằng là chức vụ tiên tri và chức vụ sứ đồ dừng lại ở thời kỳ đầu tiên. Sau khi thời kỳ các 12 sứ đồ đầu tiên thì chức vụ đấy dừng lại. Thực ra như vậy, hiểu như vậy là sai, bởi vì không phải chỉ 12 sứ đồ nói tiên tri, nhưng mà ai nói tiên tri ở đây? Cả những người con gái của ông thầy phó tế cũng nói tiên tri. Và gì nữa? Họ nói cái gì? Trong chúng ta ở đó đã mấy ngày thì có một tiên tri tên là Agabus. Ngoài 12 sứ đồ còn rất nhiều tiên tri khác đã được kể tên ở đây. Một người đặc biệt đó là Agabus, là một tiên tri. Như vậy, chức vụ tiên tri không phải chỉ giới hạn trong 12 sứ đồ. Chức vụ tiên tri có thể là bất cứ một người nào, có thể không phải là những người có được cái vị trí ở trong hội thánh. Khi ơn tiên tri của Chúa giáng xuống, Ngài có thể giáng xuống trên bất cứ người nào trong hội thánh. Và chúng ta xem tiếp. Agabus ở xứ Jude xuống người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phaolô trói chân tay của mình mà nói rằng: nay là lời Đức Thánh Linh phán, người tiên tri thì sẽ nói là Đức Thánh Linh phán, nhưng không phải là người có chức vụ tiên tri không được nói Đức Thánh Linh phán, mà chỉ nói là tôi cảm nhận Chúa phán. Bởi vì khi chúng ta nghe thấy một tiếng nói trong đầu thì sẽ có 3 nguồn thông tin. Thứ nhất đến từ Thánh Linh, thứ hai đến từ nhận thức của tâm trí, và thứ ba đến từ ma quỷ. Cho nên tín đồ trong hội thánh không được phép nói là Chúa phán. Bởi vì tại sao? Khi anh chưa được người khác chứng nhận, tất cả người khác ở đây là bao gồm những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành và hội thánh, nhìn nhận rằng những lời tiên tri anh nói đều đúng, thì không thể nói Chúa phán được. Và chỉ nói rằng là tôi cảm nhận rằng như Chúa đang phán điều đó. Nhưng mà đây chúng ta thấy Agabus là một nhà tiên tri, cho nên khi ông nói tiên tri đó là Đức Thánh Linh phán. Đức Thánh Linh phán điều gì? Tại thành Jerusalem, dân Juda sẽ trói người có dây lưng này là trói Phaolô, như vậy là nộp trong tay thầy ngoại đạo. Chúng ta thấy lời tiên tri này mang tính cá nhân. Lời tiên tri đầu tiên là có thể mang tính cá nhân cho một người nào đó trong hội thánh hoặc ngoài hội thánh. Rồi chúng ta đọc Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước thì chúng ta thấy là ngoài lời tiên tri cá nhân thì còn có lời tiên tri cho tập thể. Trong sách Khải Huyên thì ghi lại lời tiên tri cho hội thánh, và trong sách Khải Huyền cũng ghi lại lời tiên tri mang tầm cỡ quốc tế thời đại.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước thì ghi lại những lời tiên tri, nhiều lời tiên tri mang tầm cỡ quốc gia. Và cả trong Tân Ước cũng có lời tiên tri mang tầm cỡ quốc gia, đó là cái lời tiên tri của chính Chúa Giêsu nói về dân Israel. Như vậy chúng ta thấy rằng lời tiên tri có thể là bất cứ một điều gì và cho bất cứ một ai, bất cứ một đối tượng nào. Lời tiên tri không có một giới hạn ở đó. Người đấy nghe được một thông điệp từ nơi Chúa và phát ra. Điều đấy có nghĩa là không phải là tôi được ơn tiên tri là tự nhiên là tôi sẽ thiêng liêng hơn những người khác. Không phải như vậy. Tôi không thiêng liêng hơn người khác chỉ vì là tôi nhận được thông điệp từ nơi Chúa và tôi phải nói ra. Tôi quan trọng vì những gì tôi sẽ nói, chứ không bản thân tôi không quan trọng, giá trị tôi không quan trọng với những người khác. Chẳng hạn người vận hành trong ơn tiên tri hay nhà tiên tri đừng để bị đánh lừa chính mình bằng cách nghĩ rằng là bây giờ tôi được ơn tiên tri rồi tôi thiêng liêng hơn mọi người. Chúng ta nói tiên tri, chúng ta vận hành trong ơn tiên tri không trở nên thiêng liêng hơn những người khác, không trở nên cao trọng hơn những người khác. Chúng ta chỉ là phát ngôn viên của Chúa mà thôi. Có thể Chúa dùng một đứa trẻ con nói tiên tri. Ở châu Phi, anh chị em vào trong clip xem, tôi xem một đứa bé 8 tuổi nói tiên tri từng người một và không thông tin nào sai hết, nói đọc cả quá khứ, đọc cả hiện tại và nói tiên tri luôn về tương lai. Trong sách Giô-ê đoạn 2 câu 27-28, lời Chúa nói rằng đến thời kỳ sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Đầy tớ trai và đầy tớ gái sẽ nói lời tiên tri. Người trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và người già cả sẽ thấy chiêm bào. Hay nói cách khác là tất cả các đối tượng, từ người nam cho đến người nữ, từ người lớn đến người nhỏ, đều thấy được tiên tri, lời tiên tri, đều thấy được khải tượng và đều mơ những giấc mơ của Chúa. Đó là phước hạnh cho những người ở trong thời kỳ ân điển sau khi, từ khi Chúa Giêsu đến thế gian này. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài làm cho những lời tiên tri của Cựu Ước được ứng nghiệm. Và chúng ta là kết quả của đó. Amen. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 câu số 15 thì sứ đồ Phao-lô nói gì? Tôi ước ao tất cả anh em đều nói tiếng lạ, nhưng tôi còn ước ao hơn nữa là tất cả anh em đều nói tiên tri. Chúng ta thấy Phao-lô. Còn ngày nay có nhiều người giảng rằng là không cần nói tiếng lạ, cũng chẳng cần nói tiên tri, Kinh Thánh là đủ. Có Thánh Linh bên trong là đủ. Xin thương mà anh chị em rằng sứ đồ Phao-lô được sự cảm thúc của Chúa để nói với hội thánh rằng tôi ước ao tất cả đều nói tiếng lạ và còn ước ao hơn nữa mọi người đều nói tiên tri. Thế nhưng mà lời Chúa nói rằng chúng ta cần ơn tiếng lạ và cần ơn tiên tri. Chúng ta là ai mà nói rằng tôi không cần tiếng lạ và tôi không cần ơn tiên tri? Và chúng ta xem tiếp tại sao chúng ta cần. Người nói tiên tri là trọng hơn người nói tiếng lạ mà không thông giải để cho hội thánh được gây dựng. Có nghĩa là trong một buổi nhóm thờ phượng, nếu như có người nói tiếng lạ mà không có ai thông giải thì người đấy không quan trọng bằng cái người còn nói tiên tri. Bởi vì anh nói tiếng lạ mà không có thông giải thì chẳng ai hiểu cái gì hết. Thì người nói tiên tri nói bằng tiếng mẹ đẻ thì mọi người cũng hiểu. Thì cái, trong cái lúc đó thì quan trọng hơn cái người nói tiếng lạ mà không thông giải. Và sứ đồ Phao-lô giải thích tiếp rằng là người nói tiếng lạ thì tự gây dựng chính mình, nhưng mà người nói tiên tri thì gây dựng hội thánh. Người nói tiếng lạ thì gây dựng lấy chính mình, người nói tiên tri thì gây dựng cho hội thánh. Và ông phân tích tiếp, ông nói rằng là điều gì sẽ xảy ra nếu như có một người chưa tin Chúa vào trong hội thánh, tất cả mọi người đều nói tiếng lạ mà không ai thông cảm. Sứ đồ Phao-lô nói rằng cái người đấy sẽ nghĩ rằng ở đây mọi người bị khùng. Và ông phân tích tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một người không tin Chúa vào trong hội thánh mà ai cũng nói tiên tri? Mà ai cũng nói tiên tri về cái người mới đến đấy
người ta sợ và ta biết rằng tại nơi này có Chúa. Vì tại sao? Nói cái gì là lộ hết cái bí mật của người đấy ra. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta cần ơn tiếng lạ và cần hơn rất là ơn tiên tri. Thì tại sao chúng ta không khao khát để tìm kiếm các ân tứ này của Chúa, đặc biệt là ân tiên tri? Và lời Chúa sư phân nói thế này là hãy khao khát các ân tứ thiêng liêng, hãy khao khát các ân tứ thuộc linh từ nơi Chúa, đặc biệt là ân tiên tri. Bởi vì ân tiên tri sẽ gây dựng hội thánh của Chúa. Amen. Sự vận hành trong ân tri là điều cần thiết cho tất cả mọi người chúng ta. Cái này khoảng một vài năm, tôi ra ngoài các bạn và cầu nguyện cho một cái cô này. Tôi lần đầu tiên gặp cô ấy, và khi cầu nguyện cho cô ấy thì Chúa mở mắt tôi. Tôi nhìn thấy một hình ảnh, một cái tủ kính ngày xưa ấy, bây giờ thì không dùng được, nhưng ngày xưa thì hay có cái tủ kính. Ở giữa là cái kính, hai bên là để đồ. Ở giữa là cái kính từ gỗ vào ạ. Tôi nhìn thấy cái tủ kính đấy, và bên trên tủ kính tôi nhìn cái bàn thờ. Thế rồi tôi nhìn vào sâu ở trong cái tủ kính đấy, thì tôi nhìn thấy một cái vật nó cứ phát sáng. Tôi không biết là cái gì, tôi cũng nhìn thấy là vật nó cứ phát sáng, nó cứ lấp lánh này. Thế tôi mới mô tả cho cô này. Thế là tôi nhìn thấy điều đấy nó có nghĩa gì. Thì cô ấy bảo rằng là cái bà thầy cúng ở hàng xóm, bà ấy có cái tượng, bà ấy không muốn cúng nữa, bà cũng chẳng muốn mất đi, thế là bà ấy đưa cho chúng tôi. Tôi để cho mình. Tôi bảo, đấy, cô đang rước quỷ vào nhà. Tôi cầu nguyện cho cô ấy lần đầu, đấy là lần thứ hai, lần đầu tiên thì tôi nhìn thấy một hình ảnh bát cơm. Một bát cơm, hai bát cơm chung lại với nhau. Và trên bát cơm là một quả trứng, và kẹp giữa quả trứng là hai cái đũa ngọt. Thì tôi nhìn người đây chứ hình ảnh của người chết thôi. Thì tôi mới bảo cô rằng là thế nhà cô có người mới chết à? Thì cô nói rằng nhà tôi không có người mới chết, nhưng mà bố tôi chết cách đây khoảng 3 năm, nhưng mà lòng của tôi cũng đã hướng về ông ấy. Thì nghe đâu là tôi nghĩ đâu là tôi khóc, bởi vì tôi thấy rằng là tôi chẳng làm được gì cho ông. Thế tôi nói rằng là tấm lòng hiếu thảo là tốt, nhưng cô không biết rằng tà linh người chết đang theo cô. Chúng ta không thể biết được những cái bí mật của những người khác, không thể nào biết được. Nhưng khi thánh linh của Chúa chỉ ra thì đó là những lời tiên tri, và người ta được bắt phục, người ta đến với Chúa. Chúa thiết lập chức vụ tiên tri để làm gì? Để cho người ta sẽ không thể nào giấu được những cái bí mật của họ, và họ phải quỳ xuống ăn năn trước mặt Chúa. Và rất nhiều những trường hợp như thế. Một lần khác tôi cầu nguyện cho một bạn gái. Và khi cầu nguyện cho bạn này thì tôi nhìn thấy mấy con chuồn chuồn ớt. Tôi không biết là như nào, tôi cũng không hỏi Chúa, và tôi không nhớ là có hỏi Chúa hay không, nhưng tôi mở mắt ra tôi hỏi bạn thế tôi cùng với các bạn, tôi nhìn thấy hình ảnh con chuồn chuồn ớt thì đấy có nghĩa gì? Thì bạn bảo là em đang có ý định xăm con chuồn chuồn ở sau lưng đấy. Nên Chúa nói là dừng ngay việc đấy, không được xăm trổ vào cơ thể. Sứ đồ Phao-lô dạy hội thánh thì tất cả, tôi ao ước tất cả anh em
đều nói tiếng lạ, nhưng còn ao ước hơn là tất cả anh em đều nói tiên tri. Bởi vì tiên tri của Chúa là sẽ đọc được những cái suy nghĩ của Chúa, đọc được những cái suy nghĩ của người ta và đọc được cả những cái bí mật của họ nữa. Một lần khác tôi điên các bạn, tôi đến nhà của người kia đến trò chuyện thân mật rất bình thường, tôi cũng không biết như nào cả, nhưng mà đang trò chuyện này Chúa cho tôi nhìn thấy hình ảnh con ngao khóc nghẹn lại, và chú bảo với tôi là con nhanh chân đi, nhanh chân rời khỏi chỗ này. Cái người đối diện với tôi vẫn cười, vẫn nói chuyện vui vẻ, vẫn cười vui vẻ. Chúa chỉ cho tôi một điều, Chúa chỉ cho tôi cái suy nghĩ của cái người đấy, đó là miệng anh ta cười nhưng lòng anh ta đã đóng lại với con rồi, đứng dậy và đi đi. Làm sao tôi biết được, chị em, nếu không phải sự tỏ ra của Đấng Thánh Linh. Nên khi mà chúng ta vận hành trong ân tiên tri của Chúa, bí mật của người khác sẽ bị bày tỏ ra. Nhiều khi không phải để làm gì cả, mà để chúng ta biết thôi, hoặc để chúng ta cầu nguyện thôi. Có khi thì nói ra để cho họ ăn năn tội lỗi, có khi nói ra để cho họ ngẫm về cái tương lai đó. Một lần khác tôi cầu nguyện cho một cô ở bên Malaysia, cầu nguyện cô bị tê cái tay 2 năm, trong vòng 2 năm không có cảm giác, béo vào tay không có cảm giác. Tôi cầu nguyện xong một lúc không có gì thay đổi, không thấy được lành. Rồi tôi lại cầu nguyện tiếp, Chúa hỏi, thế tôi hỏi Chúa, Chúa ấy sao cô không được lành? Thì Chúa nói với tôi rằng là ta bảo cô ấy làm một điều mà người này không chịu làm. Chúa không bảo tôi là làm gì, Chúa chỉ nói thế. Và tôi mới mở mắt ra, tôi nói với cô, thế Chúa bảo cô làm cái gì mà không chịu làm? Thế cô này có bảo, vừa nói thế cô biết này, cô bảo Chúa bảo tôi phải tha thứ cho mấy người phụ nữ kia mà tôi không chịu tha thứ. Thế thì bây giờ cô ngồi kia mà cô tha thứ đi, ăn năn tha thứ đi. Rồi sau đó thì quay lại tôi cầu nguyện tiếp, cầu nguyện một lần xong, cầu nguyện và cầu nguyện rằng được lành, quân lành tận bây giờ không còn đau nữa. Lần kia tôi đi Lào, tôi chia sẻ xong, một buổi tối thứ sáu hay thứ năm, chúng tôi cầu nguyện cho mọi người, tôi chia sẻ lời của Chúa và tôi nói tiên tri. Khi mà tôi nói tiên tri thì hai vợ chồng với một đứa con gái đến trong cái buổi nhóm đấy. Chúa mở mắt tôi nhìn thấy hình ảnh chân tay đạp vũ trường. Tôi hỏi thế cô chú có xung đột đánh nhau không? Không, không có gì, không có gì. Và chị em biết đó là xong về hết rồi, người hồi thánh anh bảo thật này, cô nói dối ông đánh vợ hình. Đến hôm chủ nhật đi nhóm, mọi người đều lên để tôi cầu nguyện và khai phóng ơn tiên tri, không thấy ông lên. Sao không thấy ông lên? Sau đó cái người trong hội thánh nói, ông ấy sợ lên lộ hết bí mật. Chúa chỉ tội không phải để phán xét, mà Chúa chỉ tội để cảnh cáo. Chúa chỉ tội để cho người ta ăn năn, chứ Chúa chỉ tội không phải để phán xét, để người ta xuống địa ngục, để thức tỉnh người ta, để người ta ăn năn. Và khi người ta ăn năn thì Chúa thay đổi ý định của Ngài, nhưng mà không ăn năn thì hãy cẩn thận. Ơn tiên tri là một ơn rất đặc biệt mà tất
cả những người trong hội thánh đều có thể được vận hành trong ơn tiên tri này. Tôi không nói rằng là đều trở thành nhà tiên tri. Để có thể trở thành nhà tiên tri thì người đó phải được vận hành trong ơn tiên tri trong vòng rất nhiều năm và được sự xác chứng của những người lãnh đạo trưởng thành thuộc linh rằng những lời tiên tri của người này là hoàn toàn đúng đến từ nơi Chúa, thì người đó mới là một nhà tiên tri. Và người đó có thể vận hành trong ơn tiên tri bất cứ lúc nào, đó thực sự là một nhà tiên tri. Và lời tiên tri sẽ làm cho những người có lòng khiêm tốn ăn năn, nhưng lời tiên tri cũng làm cho những người cứng cỏi biết trước kết quả. Tôi cầu nguyện cho một bác này, đây là một người có chức vụ cao. Khi tôi cầu nguyện, Chúa cho tôi đi thành con ngựa hoang. Con ngựa hoang này đứng ở giữa cánh đồng. Chúa nói với tôi rằng hãy nói với ông đừng như con ngựa hoang, đừng như con ngựa hoang, phải khiêm tốn hạ mình cho Chúa. Anh chị em biết không, tôi gặp một lần người này rất tốt với tôi, rất tốt với tôi, tiếp đãi tôi. Sau 4 tháng tôi nghe ông này ra đi đi ạ. Tôi cũng giật mình luôn, tôi đâu có biết gì đâu. Sau đó tôi mới nhắn tin, tôi hỏi mấy cái người giới thiệu tôi với ông đấy là ông đấy là người như thế nào. Người ta đều nói với tôi là ông đấy như một con ngựa hoang, không chịu nghe ai hết. Cho nên Chúa cất mạng sống người đó đi để người đó không còn tiếp tục ghi mài trong điều sai và trong tội lỗi nữa. Lời tiên tri đem lại sự chữa lành, lời tiên tri đem lại phước hạnh và lời tiên tri cũng đem lại sự phán xét. Anh chị em, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta tìm kiếm các ân tứ thiêng liêng từ trên trời của Chúa. Bởi vì những điều đấy cần thiết, Chúa bảo là cần thiết, tại sao chúng ta lại nghĩ rằng không cần thiết? Chúa bảo rằng lời Chúa bảo chúng ta phải cần đến nó, tại sao chúng ta lại nghĩ rằng mình không cần đến nó? Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi ước ao tất cả, nhưng mà có phải chỉ một vài người lãnh đạo đâu. Ông ước ao tất cả đều được nói tiếng lạ, tất cả đều được nói tiên tri, mà điều đấy có nghĩa rằng là có khả năng. Không phải tất cả mọi người đều là nhà tiên tri, không phải tất cả mọi người đều là sứ đồ, không phải tất cả mọi người đều là mục sư, nhưng mà tất cả mọi người đều được vận hành trong sự sức dầu của năm chức vụ đó. Và năm chức vụ mà của Ephesos đề cập đó là cái gì ạ? Thứ nhất là sứ đồ. Không phải tất cả mọi người trong hội thánh là sứ đồ, nhưng nhiều người trong hội thánh có thể vận hành trong ơn sứ đồ. Người sứ đồ là người nhìn, có ơn để nhìn thấy mọi việc và kiểm soát được mọi việc, giống như là vị tướng ở trong một trong đoàn binh. Người sứ đồ là vị đại tướng ở trong đoàn binh, người đó có một cái uy quyền đặc biệt trong lãnh vực thuộc linh. Không phải tất cả mọi người đều là tiên tri, nhưng mọi người đều có thể vận hành trong ơn tiên tri. Không phải tất cả mọi người đều là nhà truyền giảng phúc âm, nhưng mà mọi người đều có thể vận hành trong nhà truyền giảng phúc âm. Chúng ta có thể đi ra làm chứng về Chúa là chúng ta đang vận hành trong ơn truyền giảng phúc âm đấy. Không phải tất cả mọi người đều có chức vụ mục sư, nhưng mà mọi người đều có thể vận hành trong chức vụ mục sư bằng cách đi chăm sóc người khác. Sứ đồ là người đứng đầu và là người kiểm soát được tất cả mọi cái, những gì đang diễn ra và vận hành trong văn tư thuộc linh để đảm bảo mọi sự đều diễn ra trong trật tự. Người tiên tri là người chỉ tội, là người gây dựng, là người nói về quãng hiện tại và tương lai, chỉ hướng đi cho hội thánh.
sứ đồ và tiên tri luôn luôn kết hợp cùng với nhau. Và kế tiếp là người truyền giảng phúc âm đi ra để giao giảng danh Chúa, và người mục sư chăm sóc những thành quả của nhà truyền giảng phúc âm này. Sau mục sư là đến giáo sư, là người giảng dạy kinh thánh để cho những người tin Chúa được tin mừng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu số 28, Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh tật, cứu giúp cai quản và nói các thứ tiếng. Nói thứ tiếng ở đây là bao gồm ý nghĩa thông cảm trong giải nữa. Vậy chúng ta thấy rằng chức vụ sứ đồ luôn luôn được đầu, và chức vụ sứ đồ luôn luôn đi cùng với chức vụ tiên tri. Nếu chúng ta đọc thêm sách Khải Huyền thì chúng ta thấy sứ đồ và tiên tri luôn luôn đi cùng với nhau, và quỷ Satan ghét nhất là hai đối tượng này. Khi chúng ta được sức giàu để vận hành cho vân tiên tri hay để trở thành nhà tiên tri, thì chúng ta trở thành đối tượng đầu tiên mà ma quỷ nó muốn giết hại. Hãy nhớ Jezabel trong thời kỳ của bà đã giết hết tất cả các tiên tri, ngoại trừ những người mà Chúa cất giấu là tiên tri Eli và 7.000 người nằm khác. Chúa nói ta còn cất giấu 7.000 người nằm khác, mà còn Jezabel nó không biết đang cất giấu ở đâu, còn tất cả người khác nó đã giết hết rồi. Cho nên khi chúng ta gặp sự tấn công của ta, đặc biệt là Jezabel, hãy nhớ rằng mình đang vận hành đúng trong ơn của Chúa. Vậy chức vụ tiên tri là chức vụ vô cùng quan trọng. Hãy khao khát, hãy tìm kiếm để chúng ta được vận hành trong chức vụ này. Amen. Amen. Trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 20 câu số 20, tôi sẽ sang một cái phần khác, để một cái phần thứ hai, đó là thứ nhất là chúng ta thấy được cái tầm quan trọng và hiểu của chức vụ tiên tri. Phần thứ hai đó là chúng ta vận hành cùng với ơn tiên tri và những nhà tiên tri như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng xem Sử Ký thứ nhì đoạn 20 câu 20. Buổi sớm mai chúng đều trổi dậy thật sớm, kéo ra đồng bằng Tekoa. Đang lúc chúng đi thì Jôsa-phát đứng tại đó và nói rằng: hỡi người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem, hãy nghe ta, khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người thì các người sẽ vững chắc, hãy tin các đấng tiên tri của Ngài thì các người sẽ được may mắn. Chúng ta thấy không? Jôsa-phát nói gì? Hãy tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì các ngươi sẽ được vững chắc, và tin cậy ai nữa? Các tiên tri của Ngài. Nhiều người không hiểu chức vụ tiên tri đó. Tôi không cần chức vụ tiên tri và không cần ai nói tiên tri, chỉ cần Kinh Thánh, cần Thánh Linh là đủ. Kinh Thánh nói Chúa thiết lập các tiên tri là tiếng nói của Ngài. Tại sao chúng ta lại nói không cần tiên tri? Khi Chúa sai một tiên tri đến ra một thông điệp cho chúng ta chống lại tiên tri đó là chúng ta đang chống lại chính Chúa. Việc chúng ta làm không phải là chống lại tiên tri và chống lại lời tiên tri, mà là xem xét xem lời tiên tri đấy có phù hợp với Kinh Thánh hay không. Nghiên cứu xem cái vị tiên tri ấy có phải là tiên tri thật của Chúa hay không, chứ không phải là cứ nghe tiên tri là gác ra một bên. Mà có một số người gặp một số tiên tri giả hoặc là một số người nói sai, thành ra là bị ấn tượng xấu, cứ nghe tiên tri là chối. Thực ra hãy nhớ rằng chối tiên tri là chối Chúa. Tiên tri đấy có phải thực sự là đến từ nơi Chúa hay không? Trong sách Cô-rinh-tô nói rằng khi một người nói tiên tri thì tất cả cũng phải suy xét. Cho nên cái người nào mà không để cho người ta suy xét cái lời tiên tri của mình á, thì đó có thể là tiên tri giả. Bởi vì tiên tri thật của Chúa luôn luôn cho phép mọi người
xét đoán, suy xét cái lời tiên tri của mình có đúng với Kinh Thánh hay không. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 4 có ghi lại cái câu chuyện như sau. Có một người đàn bà ở cái xứ tên là xứ Sunem. Vâng. Bà ở xứ Sunem thì bà thường xuyên tiếp đón tiên tri của Chúa. Khi tiên tri đi qua nhà thì thường hay ở nhà của bà. Vị tiên tri Eli. Và bà mới nói với chồng rằng là tôi thấy ông ấy hay qua lại đây đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là vợ chồng của chúng ta làm riêng cái phòng để mỗi khi ông đi qua thì ông ấy về nhà chúng ta ở. Và ông chồng đồng ý, ok, mình làm một cái phòng dọn sạch sẽ để chuyên cho tiên tri Eli sống, cho tiên tri Eli sống ở đây. Thế là ông ấy ở đấy ăn uống sinh hoạt nhiều lần rồi. Thế ông bảo thế mình ở đây nhiều quá, bây giờ mình phải có cái gì chúc phúc lại cho hai vợ chồng này. Thế thì ông ấy bảo là bây giờ nhà này giàu quá, tiền của không cần, bây giờ không biết là chúc phúc gì. Thế con người mới nói là họ chưa có con, bây giờ chưa có con, tôi sẽ cầu nguyện chú ban cho hai vợ chồng đứa con. Thế là ông cầu nguyện chú ban cho hai vợ chồng đứa con. Và khi họ có con thì một ngày kia đứa trẻ nó đau đầu quá, tự nhiên nó thấy đau đầu, thế nó mới đang ở ngoài đồng thế có người báo là con ông bà bị thế, rồi nó chạy về nhà thì bà vợ bà mới nói như này: chuẩn bị xe cộ cho tôi. Câu số 22: tôi xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ, một con lừa để tôi đến người của Đức Chúa Trời, tôi sẽ trở về. Ông chồng hỏi là hôm nay không phải là ngày một, cũng không phải là ngày sáng hát, tại sao lại muốn đi đến cùng với tiên tri nhỉ? Cả bà lại báo có đức tin và nói ông cứ an tâm, mọi việc bình an. Thực ra đứa trẻ đã chết rồi. Đứa trẻ chết rồi, nhưng mà bà đấy biết rằng là gặp tiên tri AEC có câu trả lời. Cho nên là bà mới nói với ông rằng thôi cứ an tâm với ngài. Bà ấy còn giấu tin không cho ông chồng biết là con của mình đã chết. Ở đây chúng ta thấy rằng là ông chồng nói gì? Không phải là ngày mùng 1, cũng không phải ngày Sa-bát, sao lại đến gặp tiên tri? Như vậy đây là dấu hiệu trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy rằng thường ngày mùng 1, ngày mùng 1, ngày Sa-bát, ngày trăng mới, ngày trăng tròn và các ngày lễ mà Kinh Thánh ghi lại, một năm ba ngày lễ đặc biệt của dân Israel, ba kỳ lễ đặc biệt, thì các tiên tri thường nói tiên tri vào những cái gì đó. Và khi người dân có nhu cầu, họ đến hỏi tiên tri vào những ngày này. Cái ngày khác không nói tiên tri được cái sao? Ngày khác không nói tiên tri được cái sao? Ngày nào cũng đã là tiên tri, ngày nào cũng nói được tiên tri. Nhưng mà có những thời điểm nhất định Kinh Thánh nói rằng đó là ngày, những cái giai đoạn, những cái thời điểm mà tiếng nói của Chúa bắt đầu được bày tỏ ra. Và đây ghi lại rằng là ông chồng nói là không phải là ngày Sa-bát, cũng không phải là ngày mùng 1, thì sao khi gặp tiên tri làm chi? Như vậy họ đều tâm niệm là ngày mùng 1, ngày Sa-bát là ngày để gặp các tiên tri. Hôm nay anh chị em có mặt ở đây là đúng vậy. Vì hôm nay là ngày mùng 1, mùng 1 của Kinh Thánh tính từ lúc mặt trời lặn của ngày 30. Amen. Hallelujah. Tiên tri của Chúa luôn luôn có câu giải đáp, vì đó là phát ngôn viên của Thiên Chúa. Amen.
Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện của Samuel thứ nhất đoạn 9 câu 1 đến câu 8. Ghi lại câu chuyện của Saul. Chúng ta biết Saul là ai? Saul là vị vua đầu tiên của người Do Thái. Nhưng mà trước khi Saul làm vua thì có đây là câu chuyện không? Câu 1, bây giờ có một người Benjamin. Ông Saul thuộc về chi tộc Benjamin. Tên là Kích. Kích là bố của Saul. Con trai của Abiel. Abiel là ông của Saul. Cháu Sebo chắc về Korat Chip Afiat là con trai của một người Benjamin. Kích vốn là một giọng sĩ. Có một con trai tên là Saul. Xin hãy tập trung vào nghe. Con trẻ và lịch sự. Trong dân Israel chẳng có ai lịch sự bằng người. Người cao hơn cả dân sự từ vai trở lên. Một ngày kia những lừa cái của Kích cha Saul bị lạc. Hãy chú ý, lừa bị lạc. Tâm làm gì tìm mãi không ra, biết lừa nó trốn ở nó chức nạc ở đâu. Câu 4, người đi khắp núi Ephraim, khắp xứ Sa-li-sa mà tìm không được, lại trải qua cả xứ Sa-lim, xứ Benjamin xong cũng không gặp. Ngày xưa mất những cái con này thì nó quý giá lắm, bởi vì người ta sống nhờ nó. Câu 5, đến trong xứ Sufer, Sauler nói cùng tôi tớ theo mình rằng, này chúng ta hãy trở về, kẻo cha chúng ta đã đánh mất rửa lại lo cho chúng ta chăng? Kẻ tôi tớ đáp cùng Sauler rằng, hãy nghe, trong thành này có một người của Đức Chúa Trời. Là người rất tôn trọng, mọi sự người nói trước đều được ứng nghiệm chẳng sai. Sẵn tiếp, vậy chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ người sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải nương theo. Trong tâm niệm của người Israel khi bế tắc, họ gặp ai? Họ gặp tiên tri. Bởi vì tiên tri sẽ nhìn được những điều họ không nhìn thấy. Và ngay lập tức những người này nghĩ ra ý tưởng này, đến gặp tiên tri Elisha. Tiên tri Samuel chỉ có thế. Giờ chúng ta xem tiếp. Câu 7, Saul nói cùng kẻ tôi tớ mình, phải, chúng ta hãy đi đó, nhưng chúng ta phải lấy gì mà dâng cho người? Chúng ta thấy không? Khi họ đến gặp tiên tri họ làm gì? Không ai đến gặp tiên tri mà đi tay không. Chúng ta hãy xem tiếp. Các bao của chúng ta đều hết lương thực rồi. Chúng ta chẳng còn một lễ vật nào để dâng cho người của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn chi? Trong tâm niệm của tất cả những người Israel, không ai đến gặp tiên tri mà đến tay không. Ngày hôm nay thì lại khác. Cái gì miễn phí rất nhiều người đến. Cái gì mất phí thì chưa chắc. Ở Việt Nam học Kinh Thánh miễn phí, học các lớp buổi linh cũng miễn phí, cùng lắm thì đóng tiền ăn, quý vị có đóng tiền học không? Quý vị biết ở bên nước ngoài học giáo lý đóng phí mà đi học giáo lý, mấy thiên chúa đóng phí mà đi học giáo lý, học Kinh Thánh đóng phí mà đi học. Tôi cũng bị ảnh hưởng cái tư tưởng này. Ngày tôi ở Hồng Kông, Kinh Thánh không bao giờ có một đồng nào mua. Có ai đó đã bỏ dâng hiến tiền để mua Kinh Thánh cho tất cả mọi người. Tôi về Việt Nam, tôi vào trong nhà thờ, có người tin Chúa, tôi mới hỏi xin Kinh Thánh. Cái ông chấp sự ông bảo, xong bỏ tiền nó mua, bảo bỏ tiền. Tôi thấy lạ, sao cho người ta gì? Kinh Thánh và Chúa càng phổ biến nhiều càng tốt, sao cho? Nhưng mà trong đầu của tôi, bởi vì nó bị in trí rằng là Kinh Thánh nó là miễn phí, Kinh Thánh là miễn phí.
cho nên về đến đây để mà phản mất phí mình cứ chưa quen mình chưa chấp nhận. Thật ra chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh đối với người Israel, không có người Israel nào đến gặp tiên tri mà đi phải khổ. Chúng ta xem tiếp. Kẻ tôi tớ tiếp rằng tôi có trong mình một phần tư sức lửa bạc, còn xót lại một chút cũng được, tôi thả không? Có ít thì còn hơn không có. Tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường của chúng ta. Dâng trước, chỉ đường sau. Đạo của Chúa có vẻ hơi thiết thực nhỉ? Đạo của Chúa có vẻ hơi thiết thực. Ở đây chúng ta phải hiểu thế này. Đây chúng ta phải hiểu. Người tiên tri không nói tiên tri vì có bạc, nhưng người đến xin lời tiên tri không đến tay không để nhận thông điệp từ Chúa bạc. Người tiên tri mà nói tiên tri vì bạc, đó là tiên tri giả. Rồi họ đến dâng những cái gì còn sót lại cho tiên tri Samuel. Samuel bảo, ôi thôi, đang trò chứ. Ông có nói như vậy không? Khi họ dâng của lễ cho tiên tri, đó là một phần. Đó là một phần họ khai phóng thuộc thể để Chúa khai phóng được thuộc tính. Đó là ý nghĩa chính đó. Nhưng mà mình Chúa cái gì cũng miễn phí, Chúa cho mọi cái miễn phí, tại sao mình gặp tiên tri mình lại phải chi tiền? Mình nói chi tiền nào cũng. Các tiên tri không nói tiên tri vì tiền. Tiên tri nào nói vì tiền đó là tiên tri giả. Nhưng nguyên tắc thuộc linh của Chúa là anh khai phóng những điều vật chất để Chúa khai phóng những điều thuộc linh. Trong Kinh Thư Ước rất nhiều chỗ nói rằng đừng đi tay không đến nhà của Đức Giê-hô-va. Bằng Kinh Thánh của Chúa cứu miễn phí mà thì Chúa lại còn bắt mặt tiền mặt bạc đến nhà của Đức Giê-hô-va. Đó là cái tác thuộc linh. Anh muốn nhận được sự khai phóng từ Chúa, anh cần phải khai phóng một điều gì đó. Hãy nhớ, trước khi dân Israel được giải phóng ra khỏi Ai Cập, họ phải giết một con sĩ tế, lan của tế lễ. Trước khi dân Israel được, khi dân Israel phạm tội, họ đến đền thờ, họ phải làm tế lễ giết một con chiên hoặc con bò hoặc con dê. Một ngày kia Chúa Giêsu đi vào trong đền thờ, thấy nhiều người dâng tiền của vào trong đền thờ và có rất nhiều người giàu dâng nhiều của. Trong đó Chúa Giêsu cũng nhìn quan sát này, nhìn đối diện cái dương dâng mà ngài thấy một người phụ nữ quá nghèo dâng đồng xu. Chúa Giêsu nói với các môn đồ, ngày hôm nay dâng hiến, hai người tất cả mọi người dâng hiến là chỉ dâng ít ít nhất, mặc dù tiền của họ dâng nhiều nhưng mà trước mặt Chúa là ít nhất, bởi vì họ chỉ dâng tiền thừa. Còn cái bà quá kia mới là dâng nhiều nhất, bởi vì đấy là số duy nhất bà ấy còn lại để mà nuôi mình. Chúa Giêsu dạy. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi người ta đến thờ phụng Chúa, người ta có dâng của không? Khi đến đồng Chúa, người ta có dâng của. Mà điều đó là lời Chúa dạy. Bởi vì tại sao? Đó là không phải là vấn đề là ai cần nó, ai là dâng nó, là làm cái gì mà họ khai phóng những cái điều vật chất để Đức Chúa khai phóng điều thuộc linh cho. Không, đó không phải là sự trao đổi. Tôi dâng hiến cho Chúa nhiều thì Chúa phải cho tôi nhiều, tôi dâng hiến cho Chúa ít thì Chúa lại cho tôi ít, thế thì nó là trao đổi.
cái người có đức tin thì sẽ thấy, sẽ suy nghĩ giống như người đàn bà Sunem. Thôi ông cứ bình an, ông cày cấy đi, tôi biết ở đâu có giải pháp. Bà đến gặp người của Đức Chúa Trời và đã có giải pháp. Chúa, khi chúng ta khai phóng những điều vật chất trong vương quốc của Đức Chúa Trời mà không mang tính tính toán, Chúa có thể khai phóng những điều rất lớn nào. Câu chuyện kế tiếp là câu chuyện trong sách Các Vua thứ 2 đoạn 5 câu 1 đến câu 5. Có một vị quan tổng binh tên là Na-a-man. Ông này là vua của người Syria ở phía Bắc, là một người có quyền trước mặt chủ mình được tôn trọng lắm, bởi vì Chúa đã dùng người để giải cứu dân Israel. Người này rất là mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phong cùi. Người này bị bệnh phong cùi. Và có một vài toán dân Syria đi ra bắt một đứa tớ gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu vợ của Na-a-man. Một bé gái lọt vào trong gia đình của Na-a-man. Chúng ta sang tiếp. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: ôi chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari. Một đứa này tớ gái là biết người có thể giải quyết vấn đề. Đó là ai? Tiên tri của chúng. Thế tớ gái phục vụ trong nhà của ông bà chủ, thấy ông chủ bị bệnh phong quỳ ghê quá. Phong quỳ nó nở nát người ra, chân tay cũng rung. Chúng ta gọi là bệnh mùi phải không? Thầy tớ nó là sao ông không đi đến với vị tiên tri của chúng tôi, ở đất nước của chúng tôi, đất nước Israel, thì người sẽ giải cứu mình ra khỏi bệnh phung. Câu 4 đấy. Na-a-man đem các lời này thưa lại cho chúa mình và rằng: đứa gái nhỏ ở xứ Ê-xuên có nói thế này vua Syria: hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Ê-xuên. Này Na-a-man đi đem theo mình 10 ta lưng bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Không đi tại không. Muốn được khai phóng nhé, khai phóng sự chữa lành của Chúa, không đi tại không. Đây không phải là sự trao đổi ấy. Bởi vì có dân hàng tỷ, nó không bao giờ đổi được một phước hạnh của Chúa. Khi chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta nghĩ là trao đổi là chúng ta sai, bởi vì không bao giờ chúng ta xứng đáng để đổi được một phước hạnh nhỏ từ nơi Chúa. Dâng hiến không phải là sự trao đổi, mà nguyên tắc thuộc linh của Chúa đó là những điều thuộc linh chỉ được khai phóng khi chúng ta khai phóng những điều vật chất. Quý vị biết không? Đến gặp tiên tri Elise và Elise đã cầu nguyện chữa lành. Sau đó thì ông Na-a-man này mới dâng của lễ, ông bảo của lễ của anh ấy nhận. Tại sao không nhận? Thường các tiên tri sẽ nhận các của lễ mà người ta dâng, nhưng trong trường hợp này thì không nhận dâng. Có lý do của nó. Sau đó người đầy tớ của Elise là Gehazi. Thầy ơi, nó không phải là 1.000 hay 2.000 đâu nhá, nó phải 1 cái áo thôi, sao thầy từ chối nhỉ? Thế là Na-a-man đi rồi, gọi ra anh ta lén lút lên gõ cửa theo. Bày mưu nói dối là: ông Na-a-man ơi, chủ của tôi sai tôi đến là vì có người khách mới đến xin ít quần áo cho người khách của tôi.
ông Ra Man từ tới, ông đây thêm đi này nữa đi. Đang về tưởng rằng Elise không biết, Elise đi và Gehazi nói: lúc ngươi đi gặp Naaman, thân xác ta ở đây nhưng mà tâm linh ta đi ra đó nhìn thấy hết những gì ngươi làm. Bây giờ bệnh phung đấy rời Naaman như thế nào thì sẽ dính vào ngươi và hậu tự ngươi như thế. Vì ngươi khinh rẻ lời của Chúa. Và ông tiên tri Ê-sê nói, giải thích lý do tại sao ông không lấy. Ông nói đây há giờ há phải là lúc để lấy hay sao? Có nghĩa là Chúa bảo Ê-sê không lấy. Trong một khoảng cảnh đó, thường tất cả các vị trí sẽ nhận cái mùa lễ, nhưng trong giờ phút đó Chúa bảo không, không lấy. Ngồi một chỗ mà tâm linh đi vượt ra khỏi thân xác để nhìn được những điều khác, đó là những người vận hành trong ơn tiên tri. Đừng bao giờ tin rằng quý vị có thể giấu được các tiên tri của Chúa. Trong Luca đoạn 5 câu 14, sau khi cái người này được chữa lành khỏi bệnh phung thì Chúa Giêsu nói gì? Hãy đi vào đền thờ gặp thầy tế lễ mà dâng của lễ. Chúng ta thấy thầy tân ước đó, Chúa Giêsu dạy ra được lành miễn phí vào không? Vào đền thờ mà dâng của lễ đi. Ngươi nhận được sự lành nhỉ? Dâng của lễ chứ không phải là trả phí, không phải là trả phí để được chữa lành. Không ai trả phí cho Chúa để được chữa lành, nhưng phải dâng của lễ bằng vật chất. Chúng ta thấy Chính Thánh dạy, chính Chúa Giêsu dạy. Sau khi Chúa chữa lành như này, hãy vào trong đền thờ gặp thầy tế lễ mà dâng của lễ. Đây không phải là trả phí. Ngươi đã được khai phóng phước hạnh của Chúa và đến lúc ngươi cần phải khai phóng về mặt vật chất. Matthew đoạn 10 câu số 41, Chúa Giêsu nói: ai rước một tiên tri vì người đó là tiên tri thì sẽ nhận lãnh phần thưởng của một tiên tri. Ai rước một người công chính vì người đó là công chính thì sẽ nhận lãnh phần thưởng của một người công chính. Kinh Thánh nói như vậy. Chính Chúa Giêsu nói: ai rước một tiên tri sẽ nhận phần thưởng của một tiên tri. Đó là lý do tại sao người đàn bà tại thành Sunem đã được con, và con khi con chết rồi đã được con sống lại lần thứ hai. Lần đầu tiên là được con sinh ra, lần thứ hai được con sống lại. Vì bà tiếp rước một tiên tri của Chúa. Và điều kỳ diệu nữa là vào một cái giai đoạn đói kém, ông tiên tri Ê-sê gọi bà lại để bảo: sắp đói kém như trốn đi đi, đừng ở đây, trốn đi đi. Thế là bà nghe theo lời tiên tri, đói kém chưa xảy ra bà trốn đi mất. Đến khi đói kém xảy ra thì bà ở ác ổn đấy kia, hết đói kém bà lại vào và bà chuộc lại đất đai. Khi bà trốn đi ấy, khi bà trốn đi thì người ta lấy đất lấy nhà của ai, nhưng mà nhờ ơn của Chúa bà lấy lại được. Tiên tri của Chúa biết trước được điều sẽ xảy đến chỉ cho những người nào mà kính sợ Ngài. Ông tiên tri không gọi tất cả những người đàn bà khác đến, mà gọi cái người đàn bà mà hãy chết mình lên. Bà hãy sắp có đói nhám rồi đấy, đi trốn đi đi, đưa cả nhà trốn đi đi, trốn khỏi cơn đói nhám. Thế là bà trốn đi và bà được an toàn. Thời kỳ đói kém đến kinh khủng vô cùng, nhưng mà Chúa không dùng Ê-li-sê để cứu tất cả mọi người, mà Chúa chỉ sai Ê-li-sê để giúp cho người đàn bà Su-nem. Thì nguyên tắc Kinh Thánh nói là
ai rước một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của một tiên tri. Còn ngày nay có nhiều người, nhiều hội thánh anh chị em ơi, bóc lột các tiên tri của Chúa về cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Những đầy tớ Chúa từ nơi khác đến đây, người ta dạy kinh thánh cho mình xong, bắt người ta phải trả tiền ăn cho mình, bắt người ta phải trả cả tiền phòng cho mình nữa. Tôi nói rằng là cái điều đấy chúng ta có thể làm trong thời kỳ đói kém thôi. 5-4 năm thì mình mong như thế được. Hết thời kỳ của 5-4 năm rồi. Tư duy của 5-4 năm vẫn còn rất nhiều trong người Việt Nam, hội thánh Việt Nam. Tư duy ăn xin. Cho nên hội thánh Việt Nam vẫn còn eo ọt về tâm linh lắm. Phước hạnh của Chúa làm sao có thể đổ xuống được. Kinh Thánh à, nói là phải đối đãi tốt với tiên tri của Chúa, đối đãi tốt với người của Chúa. Đó là điều Kinh Thánh đấy. Có một người nói với tôi, ui, ai đến đây thì tôi cũng bắt xe mà đến thì tôi nói, người ta có thể tự trả tiền xe cho họ. Nên tại sao mình không đón họ được? Mình không có người. Có phải không có người hay không? Ừ thì nó không có người. Thế mình có tiền không? Nếu mình không có người, mình cũng không có tiền, thì đúng mình để cho họ tự trả cho họ. Nhưng nếu mình có người, hãy nhờ người đi đón. Nếu mình có người, hãy nhờ người. Mà nếu không có người mà mình có tiền thì hãy chi tiền để tiếp đón họ. Còn nó khi không có người và không có tiền thì đúng là để cho họ tự lo. Nhưng mà tôi tin một điều rằng là khi chúng ta sống trong nguyên tắc là Chúa, một ngày kia có vợ của một người tiên tri, ông chồng chết, trước lúc chết ông có để cho một đống đạo. Sau khi ông chết, chủ nợ đến bắt hai đứa con đi làm nô lệ. Bà vợ chạy đến bên kia xe, thầy ơi làm thế nào? Ông tiên tri sẽ bảo, thế bây giờ bà còn cái gì trong nhà? Quý vị nhớ thế này, còn một chút sau hãy mượn hết tất cả các tiền không vào, đóng cửa lại, lấy xong đấy xoát và giàu cứ thế nhân lên. Chúng ta thấy không ạ? Tiên tri của Chúa sẽ luôn có giá trị. Một câu chuyện khác cũng người quá, hai mẹ con đến gặp là ôi không còn cái gì ăn, tôi bây giờ tôi ăn nốt cái này xong rồi tôi chết đâu bà. Nghe nói rất đáng thương. Tiên tri bảo thế còn bồ tát, bồ tát bảo thôi nướng cho tao thôi tôi ăn. Bà ai bảo tôi chỉ còn muốn tí thôi để nướng thì tôi với con cho đứa nhỏ nó ăn xong tôi chết. Tiên tri ông ấy nhẫn tâm ông bảo tôi nướng cho tôi ăn trước. Nước mạnh nó ăn trước đi. Quý vị biết không? Bà ấy làm theo, bà ấy bánh cho ông ăn. Ông ăn xong thì phước hạnh của Chúa đến dư dật và đầy tràn. Chúng biết cái tại sao tín đồ chết thì chỉ một mình chết, tiên tri mà chết thì nhiều người sẽ chết theo. Bà ấy biết rằng nếu ông tiên tri này mà chết thì nhiều người trong thành sẽ
tối rồi, thì mình chết thì chỉ một phần mình thôi. Người của Chúa chết thì sẽ có nhiều điều khác thiệt thòi, nhiều người khác thiệt thòi, quốc gia thiệt thòi. Khi mà tiên tri Elise chết, quý vị biết không, vua ông đến khóc: ôi cha tôi, ông là xe và lính kinh của Israel, ông lại chết thế này. Ông vua mới gọi tiên tri Elise là cha, bố tôi sao ông lại chết? Ông sống thì tôi được nhờ ông, cả nước được nhờ ông, sao ông lại chết? Ông là xe và lính kinh của đất nước Israel. Khi chúng ta đối xử tốt với tiên tri của Chúa, phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổ trên chúng ta. Đối xử đúng với người của Chúa, phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổ trên chúng ta. Trong Galati, lời Chúa Sứ đồ Phaolô còn dạy chúng ta làm vượt trội hơn cả những gì mà những người trong Cựu Ước làm. Những người trong Cựu Ước khi gặp đến các tiên tri, họ làm gì? Họ dâng lễ, phải không ạ? Rồi hãy xem tận ước. Lời Chúa dạy gì? Kẻ nào mà người ta dạy đạo chó thì hãy lấy hết thảy của cải mình và chia cho người dạy đó. Tôi đi dạy đạo với bao nhiêu người. Xin thưa anh chị em, có những người bóc lột tôi từ sức cho đến tiền. Ngày trước tôi hay tôi ngày đấy bố mẹ tôi chưa tin Chúa, tôi tiếp một cái anh bạn, anh này ở trên Hà Nội xuống yêu một cô ở Hà Nội, ở Hải Phòng. Mỗi khi về thì tôi đưa vào nhà ngủ cùng, vì anh không chỗ nào ngủ. Cái hôm sau tôi thấy bất đồ, tôi thấy lạ. Nhưng mà tôi nghi ngờ, nhưng mà tôi vẫn cứ biết, tôi nghĩ rằng là con cái Chúa mà người ta khó khăn, tức là mình không tiếc người ta thì mình cũng không đành lòng. Lần nào tôi thấy mất đồ, mất cái gì? Đồ mất tiền, sao tôi biết? Anh chàng này là như thế này, cái thời kỳ mà tôi cách đây năm 2003-2004, cái thời kỳ ấy, thanh niên có một đồng với nhóm ở Vườn Hoa bên Du, thì nhóm thanh niên cũng dâng hiến, hội thánh dâng hiến, thanh niên dâng hiến, thì khi dâng hiến thì tôi để tiền ở trong cái cặp, tôi hay để tiền ở trong cái cặp đó, xong rồi đi thì có cái bạn thanh niên, bạn anh em đưa cho em giữ cặp cho, ok cảm ơn. Mình nghĩ là lòng tốt. Lần nào về xong mình cũng thấy lần thì mất một ít, mất một số tiền nào đó, mình cũng nghĩ là mình đếm nhầm hay như thế nào. Và cuối cùng mình biết là anh chàng này cầm tiền dâng hiến. Bây giờ người ấy cuộc đời đi xuống, không còn đi với Chúa nữa, đi xuống. Và cái thời kỳ đấy là tôi Chúa vận hành cho tôi từ khi, có lẽ là tôi vận hành từ khi sớm thì tôi đã biết được. Kinh Thánh dạy: ai dạy đạo cho mình thì phải lấy hết của tốt mà chia cho người dạy đó. Tôi đến vào cái hội thánh 500 tín đồ, trung bình một gia đình, tôi hỏi là trung bình một gia đình thu nhập ít nhất là 5 triệu một tháng, một gia đình khoảng chỉ là nông đơn giản. Tôi hỏi mục sư, thu nhập của mục sư một tháng bao nhiêu? Mục sư bối rối, không biết trả lời, ít lắm, ít là bao nhiêu?
Tôi cũng là một sư, ông có thể nói chuyện với tôi được. Tôi không sự sát, ông nói ông có mấy trăm hay một triệu hay hai triệu gì không? Tôi bảo hội thánh của ông, tôi nói thật là một hội thánh gian ác. Mà người mà phải chịu trách nhiệm đầu tiên là các ông, vì các ông không dạy cho người ta lời Chúa, cho người ta không biết mà dâng hiến. Một hội thánh 500 tín đồ, mà tất nhiên không phải chỉ có là một sư, có một đội ngũ đông nhân sự, nhiều người, chưa tính là những gia đình người ta đi làm thêm. Đây là một hội thánh nghèo về mặt thủ thể lẫn thủ tinh, làm sao phước hạnh của Chúa có thể tụ đổ được nếu hội thánh như thế này? Hội thánh nào mà để cho người dẫn dắt thủ tinh đói về mặt thân thể, hội thánh mới có tội lớn trước mặt Chúa. Những người giảng đạo không được phép giảng đạo vì tiền, nhưng những người nghe đạo không thể nói rằng là không cần tiền để nuôi người giảng đạo. Người giảng đạo phải tự cầu nguyện với Chúa và sống bằng không khí. Đức tin lớn hơn, chỉ cần không khí là tồn tại. Tôi đức tin nhỏ thì cần tiền, ai đức tin lớn chỉ cần không khí. Amen. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổ vô vàn cho chúng ta khi chúng ta làm theo lời Chúa. Hai phần tôi chia sẻ lời Chúa với anh chị em. Thứ nhất, chúng ta cần phải vận hành trong ơn tiên tri. Thứ hai là thái độ của chúng ta cần phải đúng đắn và tốt đối với các tiên tri.